chào các bạn. Hôm nay mình mời các bạn cùng khám phá các ấp của xã Vĩnh Lộc thuộc huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Hôm nay mình sẽ đi trên con đường cặp theo kênh Sáng Hòa Bình, vòng vòng các ấp của xã Vĩnh Lộc, rồi đến thị trấn Ngang Dừa. Đây là tuyến đường ấp Cầu Đỏ và ấp Vĩnh Hòa của xã Vĩnh Lộc thuộc huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu đó các bạn. Vĩnh Lộc là một xã thuộc huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Xã Vĩnh Lộc nằm ở phía tây bắc huyện Hồng Dân, phía đông giáp thị trấn Ngang Dừa, phía tây giáp xã Vĩnh Lộc A, phía nam giáp xã Lộc Ninh và xã Ninh Thành Lợi, phía bắc giáp tỉnh Hậu Giang. Xã Vĩnh Lộc được chia thành 7 ấp là ấp Cầu Đỏ, Nhị Cầm, Sơn Trắng, Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thành Lập và Vĩnh Thạnh. Về lịch sử xã Vĩnh Lộc giai đoạn 1954-1975, năm 1958 quận Phước Long có tổng thanh yên, trong đó có xã Vĩnh Lộc. Ngày 18 tháng 4 năm 1963, một phần đất của huyện Phước Long được tách ra và hợp với một phần đất của quận Long Mỹ để thành lập thêm quận mới có tên là quận Kiến Thiện. Quận lỵ quận Kiến Thiện đặt tại Ngang Dừa. Về mặt hành chính, lúc bấy giờ ấp Ngang Dừa thuộc xã Vĩnh Lộc. Phân chia hành chính quận Kiến Thiện năm 1963. Quận Kiến Thiện có tổng thiện hạnh, trong đó có xã Vĩnh Lộc. Từ năm 1976 đến nay, ngày 25 tháng 7 năm 1979, Hội đồng Chính phủ ban hành quyết định về việc điều chỉnh địa giới một số xã huyện Hồng Dân, tỉnh Minh Hải, chia xã Vĩnh Lộc thành 3 xã, lấy tên là xã Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Hiếu và xã Vĩnh Trung. Ngày 25 tháng 9 năm 2000, Chính phủ Việt Nam ban hành nghị định về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hồng Dân để thành lập huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, xã Vĩnh Lộc thuộc huyện Hồng Dân. Xã Vĩnh Lộc có diện tích là 48,47 km².
Đây là bến phà qua kênh Hòa Bình. Thấy lạ quá, nhìn bây giờ mấy chục năm trở lại thấy lạ quá. Đây là kênh Hòa Bình đó các bạn. À, như vậy là đi cặp theo cái đường sông sáng này là cũng đi về tới 6.000 đồ được nè. Đây là ấp Nhị Cầm, xã Vĩnh Lộc. Có cầu này, ngã tư này. Còn kênh Vĩnh Ninh, ấp Nhị Cầm. Trong xã Vĩnh Lộc, trên tuyến đường đi qua các ấp của xã, kênh rạch rất là nhiều. Mình đi qua rất nhiều cây cầu dọc theo tuyến đường đó các bạn. Trong các ấp của xã Vĩnh Lộc, nhà người dân ở không có được đông lắm đó các bạn. Người dân ở đây sống chủ yếu làm nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, nuôi tôm sú, cua.
Và bây giờ mình đã đến đường tỉnh 1. Tuyến đường này là từ xã Ninh Quế A đến cầu đỏ đó các bạn. Hướng này về cầu đỏ. Và bây giờ mình đã đến thị trấn Ngang Dừa. Đến đây mình cũng xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn.